Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số giải ngũ công nghệ lần thứ 2. Và đây là series nơi mình sẽ tập hợp tất cả những câu hỏi trên mạng xã hội của các bạn và chọn ra những câu hỏi tốt nhất để trả lời trong chương trình này. Nhưng mà tôi đã mời anh đâu mà anh vào? Cứ làm việc của anh đi, đừng ngồi đây việc của tôi. Ok, tôi sẽ thảo lại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số giải ngũ công nghệ lần thứ 2. Đây là nơi bọn mình sẽ tập hợp các câu hỏi của các bạn trên các nền tảng mạng xã hội và chọn ra những câu hỏi tốt nhất để trả lời trong chương trình này. Trước khi vào cái phần gọi là hỏi đáp công nghệ đó thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin về game cũng như công nghệ tuần vừa qua. Bạn nào có thể là muốn xem cái phần hỏi đáp thì có thể skip ở phần timeline phía bên dưới mô tả video để đến với phần đó ngay lập tức. Nhưng mà cơ mà hôm nay anh ở đây có việc gì đấy mà anh nãy giờ anh ngồi không nói gì? Tôi thấy lần trước ấy là các bạn ấy chê cái phòng ở sau xấu quá. Nên là bây giờ tôi đổi cái phòng cho các bạn xem. Phòng này đẹp hơn hẳn đấy. Bụp. Ok. Đây cái này được này, dùng cái này đi. Ok được rồi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với phần điểm tin tuần qua. Tuần vừa rồi, một trong những tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất, nổi tiếng nhất thế giới, Call of Duty đã cho ra mắt phần chơi mới nhất, Call of Duty Warzone. Phần mới nhất của series đình đám này sẽ tập trung vào chế độ chơi Battle Royale giống như PUBG và Apex Legends. Tin vui nhất đó chính là tựa game này sẽ hoàn toàn miễn phí và nó đã ra mắt chính thức vào ngày 10 tháng 3. Liệu Call of Duty Warzone có làm được trò trống gì không khi mà thể loại Battle Royale đang đi vào giai đoạn thoái trào như thế này? Dành cho những ai ưa thích chơi game trên điện thoại thì đây là tin cực kỳ vui dành cho các bạn. Hiện tại, Knighthood, một trò chơi do cha đẻ của Candy Crush Saga phát triển đang rất hot trên cả Android lẫn iOS. Đây là một tựa game ARPG vượt ải điển hình. Mỗi khi hoàn thành màn chơi thì bạn sẽ mở khóa thêm sức mạnh cho nhân vật của mình. Và điểm ăn khách nhất của tựa game này đó chính là cách bạn sử dụng các chuỗi combo linh hoạt, đa dạng để chiến đấu với đối thủ. Và đây tiếp tục sẽ là một tựa game miễn phí để cho anh em thử sức. Và bây giờ thì chúng ta mới chính thức đón chào sự trở lại của anh Trần Tất Đạt, một chuyên gia máy tính mà các bạn đã gặp ở trong tuần vừa qua. Xin chào anh. Chào anh. Trong thời điểm dịch nCoV này thì anh em lưu ý là tôi không biết tay của anh Việt là cầm cái gì cả, nên bỏ tay nhà tôi cái. Và các bạn lưu ý là chúng ta nên mang theo mình cái lọ nước rửa tay khô này. Để phòng chống tất cả các loại vi khuẩn trên tay. Đây. Anh em đây. Vâng. Và thao tác tay của anh Đạt gọi là cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng mà tôi bảo là thực ra thì những cái nước rửa tay khô này nó chỉ rửa diệt được khoảng 99.9% các vi khuẩn thôi. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà sống chết ý, thì chúng ta thường gọi là có số, và chúng ta đã có số rồi thì chúng ta có cố thì cũng không giải quyết vấn đề gì đâu. Cái việc mà tôi rửa tay thì tôi lựa chọn trong cái việc mà tôi đã trở thành một trong những 99.99% còn lại, còn okay. Anh muốn chọn trở thành 0.01% là việc của anh, còn tôi phải ở đây tôi trả lời câu hỏi các bạn cơ. Thực các bạn lưu ý thì... cũng phải có khẩu trang này tôi mang đây, nhưng mà hôm nay nó quay tôi không đeo được thôi. Thôi rồi, hôm nay thì chủ đề chính của chúng ta vẫn sẽ là trả lời câu hỏi của các bạn, chứ không phải là ngồi tranh cãi nhau về số chúng ta là như thế nào hay là chúng ta phải rửa tay như thế nào cho nó hợp lý. Tuy nhiên thì nhưng mà chúng ta đã biết rồi đấy, thì trong cái thời gian này thì chúng ta nên có những cái biện pháp phòng hộ như anh Đạt thì nó sẽ gọi là tốt hơn cho các bạn. Các bạn sẽ không rơi vào trường hợp là 0.01% mà sẽ có vấn đề. Đừng như anh Việt. Ok. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình bằng câu hỏi đầu tiên của bạn ở trên YouTube. Bạn này thì đã hỏi câu hỏi này từ cách đây từ khoảng một tuần rồi, và bây giờ chúng ta mới có thể là tiếp tục gọi là giải đáp cho bạn cái câu hỏi đó. Đây thì tôi xin đọc luôn câu hỏi của bạn. Bạn tên là Hưng Nguyễn, bạn có một cái tên được viết bằng tiếng Việt có dấu cách đàng hoàng rất lịch sự trên YouTube, và bạn comment một cách cực kỳ thực tế và lịch sự luôn, chứ không phải giống như một số bạn hay tự kỳ cốt. Bạn hỏi rằng là có cách nào khôi phục lại Bluetooth không? PC của bạn đã làm nhiều cách mà đã không có Bluetooth rồi, các bạn có đã cài lại Win, bạn đã thử rất nhiều cách khác nhau, và mong là anh Đạt sẽ giải đáp, và bạn sẽ không thích mua USB Bluetooth đâu mà bạn muốn sử dụng cái gì tự có của máy tính của bạn cơ. Theo câu bạn hỏi, có lẽ là máy bạn trước đây đã có Bluetooth rồi, okay. Và bây giờ là các bạn muốn là có thể làm sao đây máy lại mất Bluetooth. Thì các cái máy tính có Bluetooth ấy thì có hai trường hợp, còn lại các bạn dùng máy bộ thì các bạn nên cài lại Win, các bạn đừng có code nhé. Mình thấy các bạn đao bảo code trên mạng về nó lại thiếu cái này thừa cái kia, nó lại lỗi làm linh tinh các thứ các kiểu, các đào điểu. Nên là các bạn cài cho mình bằng Win trắng, bằng ISO đao từ trang chủ của Windows, Microsoft Windows thì nó cũng thế. Okay. Bạn lỗi tôi ấy nhỉ? Các bạn đào ở trang chủ của Microsoft, sau đó các bạn tải về, các bạn cài đầy đủ, và khi đấy thì bạn lên đến trang chủ của cái mainboard hoặc là cái máy bộ các bạn đào cái driver về. Lúc đấy là 99.99% sẽ nhận cái driver Bluetooth. Còn 0.01% còn lại ấy, thì có lẽ là máy bạn hỏng Bluetooth rồi. Thật là tệ đúng không ạ?
Và nếu các máy bạn đã bị hỏng Bluetooth và bạn đã mua máy ở hệ thống của chúng tôi là Hà Nội Router thì các bạn hoàn toàn có thể mang máy đến trung tâm bảo hành để có thể chúng tôi kiểm tra và khắc phục nếu có thể. Và nếu mà như anh Đạt nói về 0,01% còn lại thì nếu mà 0,01% còn lại đó bạn thì đang dùng một chiếc máy PC tự lắp ráp thì sao? Và trong cái máy đó lại không có Bluetooth, bởi vì thực tế ở trong câu hỏi bạn không chi tiết lắm về trong cái gọi là cách diễn giải của mình. Nếu mà không có Bluetooth thì các bạn chỉ có mua được Bluetooth thôi. Tại vì các cái mô mạch chủ mà nó có cái Bluetooth thì giá khá là cao. Ồ, tôi phải 7-8 triệu. Tôi phải nhắc lại một chút, đấy là bạn không muốn dùng USB Bluetooth cơ. Anh có giải pháp nào không? Thì bạn bỏ ra khoảng tầm 7-8 triệu bạn thay cái mô mạch chủ. Lúc đấy các bạn sẽ có Bluetooth trực tiếp trên máy luôn. Anh có một cái gọi là khuyên dùng nào cho các bạn là khi mua mô mạch chủ mà có tích hợp sẵn Bluetooth không? Thông thường thì các bạn sẽ có những cái dòng cao cấp như là Z390 Z390 Outer Master chẳng hạn, sẽ có Bluetooth. Hoặc là các mô mạch chủ dòng ITX như là Z390i, V360i của Asus ấy, thì họ sẽ có Bluetooth tích hợp sẵn. Đấy. Và chi phí dành cho những chiếc mô mạch chủ này như thế nào anh Đạt? Khoảng tầm 7-8 triệu. 7-8 triệu. Dành cho phiên bản to, nạc, sôi thịt. Còn bản ITX nó rơi khoảng tầm là 6 triệu. Vâng, và cái chi phí nó rơi từ 6 triệu đến 8 triệu chỉ cho một chức năng duy nhất, đó chính là Bluetooth. Thì thật sự là một cái khoản tiền khá lớn để chỉ có cho một chức năng gọi là hiếm khi chúng ta sử dụng như vậy. Vậy thì lời khuyên của chúng tôi ở đây là các bạn nên mua cho mình một chiếc USB Bluetooth và đừng có gọi là quá gọi là chạnh lòng hay là quá kỳ thị cái thiết bị ngoại vi này, vì thực sự nó rất tiện và cực kỳ rẻ. Nếu tôi nhớ không nhầm nó chỉ rơi khoảng hơn 100.000 thôi. Hơn 100.000 thôi. 100.000 dành cho USB Bluetooth. Và đó là câu trả lời dành cho bạn Hưng Nguyễn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với một câu hỏi tiếp theo của một bạn nữa. Bạn này thì bạn ý comment ở trên Facebook và bạn ý tên là Đắc Huy. Bạn hỏi một câu cũng khá tương tự so với bạn Hưng Nguyễn. Anh đố anh biết là bạn sẽ hỏi về cái gì. Tôi nghĩ rằng là đó, anh có thể đoán tôi được. Tôi là giáo sư máy tính học. Okay. Tôi không phải giáo sư tâm thần học. Tôi không phải là đọc suy nghĩ của anh. Anh không phải, đúng rồi, anh nhất là anh không phải là nhà tiên tri đúng không ạ? Anh sẽ không phải làm nhà tiên tri. Đúng rồi. Đấy. Nếu mà đã làm nhà tiên tri thì anh sẽ đi làm cố vấn cho tiên một ai đó. Tiên tri thì tôi sang Mỹ tôi làm nail rồi. Làm nail hoặc làm cố vấn cho một cái vị VIP ở đó đúng không đấy, ạ? Chứ tôi không ngồi dậy đâu. Vâng, và có lẽ là không để mất thời gian thêm của các bạn nữa, chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi thứ hai. Bạn này là bạn Đắc Huy. Bạn hỏi một câu hỏi này, tuy nhiên là cách viết của bạn nó khá lạ, đấy là bạn viết in hoa hoàn toàn. Tức là khi mà chúng ta viết anh in hoa hoàn phải toàn to lên thì tức là bạn ấy đang rất là bức xúc, bạn ấy muốn là được trả lời thật nhanh và bạn ấy muốn là được chúng ta có những cái giải đáp thật là xứng đáng cho bạn ý. Và tôi sẽ đọc luôn, đấy là: các anh ơi, các anh cho em hỏi là main hiện tại của em là B360 Asus TUF Plus Gaming. Hiện tại bạn đang muốn lắp một con SSD NVMe 3.0x4 mà main của bạn ấy chỉ có khe M2, nhưng mà cả hai khe này đều chỉ chạy ở tốc độ X2 thôi. Thì các bạn ý muốn phải nói, tức là bạn ấy muốn chúng ta giải đáp xem là để chạy hết hiệu năng SSD NVMe X4 thì bạn phải làm gì? Ở đây tôi xin chia ra hai trường hợp nhé. Nếu mà các bạn dùng cho công việc thì các bạn cần tốc độ của X4 ấy, thì các bạn buộc phải dùng con X4 đấy. Tốc độ phải hơn 3.000 một giây cơ. Các bạn yêu cầu là phải được thứ đấy. Thì các bạn chỉ có một cách duy nhất, đó chính là đổi main. Đổi main. Hiện tại các main board tầm B365 bây giờ họ đều hỗ trợ là băng thông đầy đủ PCIe X4 ở trên khe NVMe. Và các bạn hoàn toàn là đổi những main như là B365F hoặc là B365 Aorus M của Gearbyte. Và có thể là chiếc Z390 Aorus Master mà anh Đạt vừa tư vấn cho bạn Hưng Nguyễn ở câu đầu tiên. Qua bạn dùng B360, ông tư vấn lên Z390 làm gì? Thực ra thì chúng ta không thể biết được bạn ấy có một cái gọi là cái gọi điều kiện kinh tế như thế nào, mà chúng ta có thể cứ mắc binh thôi, Z390 Aorus Master. Tôi nghĩ là tư vấn các bạn đang dùng B360 rồi mà bây giờ ông lại tư vấn lên Z390 thì khác gì bảo bạn nghĩ ăn. Nhưng mà tại sao lại có thể nói bậy như thế ở trong chương trình? Tí nữa thì Linh có cắt đi không? Bây giờ các bạn có hai trường hợp này, các bạn cần tốc độ 3 GB một giây, các bạn cần tốc độ 4 ấy, thì các bạn chuyển sang bên B365 cho mình. Các bên mod nó có hỗ trợ đầy đủ băng thông, giá nó khoảng tầm hơn 2 triệu thôi. Còn trong trường hợp các bạn chỉ chơi game mà các bạn dùng hàng ngày thôi ấy, bạn dùng con X2 cho mình, tốc độ nó cũng là 1.5 GB một giây. Đúng rồi. Và các bạn hoàn toàn không thể cảm nhận được cái sự khác nhau giữa 1.5 GB và 3 GB đâu. Trừ khi các bạn mà làm phim và dựng phim thì các bạn đổi bên cho mình, còn không thì các bạn dùng con X2. Dựng phim thì nó cũng tùy loại đúng không anh Đạt, bởi vì là phim Full HD và phim 2K thì cũng khi không cần đến một cái tốc độ cực cao như vậy. Chỉ ra phim là render với cái profile 4K. Thực ra là Full HD và 2K càng nhanh càng tốt. Và cái gọi là che không che đều cần là càng nhanh càng tốt. Ồ vậy à. Và tôi hình như tôi nhớ có một giải pháp nữa, đấy là bạn có thể mua những cái adapter để cắm vào cổng PCIe để có thể là có được cái giao tiếp là X4. Nhưng mà theo anh Đạt thì những cái giải pháp đó nó có ổn định hay không? Tôi nghĩ thì không ổn định đâu, tại vì ngày trước thì có mấy hãng họ làm cái adapter PCIe để cắm NVMe vào ấy, nó không ổn định cho lắm và nhiều lúc không nhận win cơ.
Và điều khi là nhất là tai hại nhất là khi chúng ta render một bộ phim 4K không che mà chúng ta đang render mà bị crash, đúng không anh Đạt? Anh đã gặp trường hợp đấy bao giờ chưa? Tôi chưa gặp, nhưng trong quay phim gặp rồi. Ông quay phim là ông nào? Một trong hai ông này. Ok, vậy đó là câu trả lời dành cho bạn bạn Đắc Huy. Bạn sẽ gọi là có thể là giải quyết được cái vấn đề của mình bằng cách là thay main lên B365 hoặc là cao cấp hơn là Z390. Z390 rất nhiều loại, và như anh Đạt, như mình thì đấy là Z390 Aorus Master của Gigabyte. Các bạn sẽ hoàn toàn không thể sai lầm được khi chọn trên main đó. Thế tiếp tục thì đến với một câu hỏi thứ 3 của bạn này. Bạn ấy có một cái tên khá là tiếng Anh, khá là Tây phương. Bạn tên là Riot. Riot là như là tôi nghĩ là đấy là hãng làm lớn lớn đó. Đúng rồi, là người điện thoại. Mình đã có hỏi anh phân tích thì các bạn làm gì nữa? Có lẽ là chỉ có hạn thôi. Ok, thì chúng ta không lan man nữa, chúng ta tiếp tục với câu hỏi của bạn Riot. Bạn hỏi rằng là cấu hình tối thiểu để stream PUBG Full HD 60fps gồm những gì vậy? Thì khá là lạ, tại sao là tên là Riot lại đi hỏi về PUBG? Nó làm cái gì đấy rất là... Không thích thì mình hỏi thôi. Ok. Bây giờ ấy, thì thực ra nếu mà livestream mượt mà ấy, thì các bạn phải dùng hai máy. Nhưng mà kinh phí nữa là hơi cao quá. Nên là mình tư vấn cho bạn một cái phương án, đó chính là dùng một máy để livestream ở mức cấu hình tầm trung. Đó là chiếc PC gaming HNC Enthusiast E1 đúng không ạ? Nó là sử dụng là Core i7-8700, 16GB, card RTX 2070. Và cái cấu hình đấy các bạn hoàn toàn có thể livestream PUBG mượt mà ở cấu hình tầm trung bình. Và các bạn nói chung là nó khá là thoải mái. Và nếu các bạn muốn livestream ở Full HD và 60fps ấy, thì các bạn mua riêng cho mình một bộ máy khác để các bạn livestream. Chứ còn một bộ máy thì nó cũng chỉ dừng để ở mức đấy được thôi. Ồ vậy à, và tôi nhớ không nhầm thì bộ PC HNC E1 Enthusiast đó là một PC rất đẹp. Đúng rồi, từng có một review, cái bài review rồi. Anh vào đây xem này. Bài review đó chúng ta không chỉ review một con mà là hai con đúng không anh Đạt? Đúng rồi, muốn bạn lên rồi, và lên được E2 nữa. Cái thời gian mà lên video đó cũng khá lâu rồi, thì anh Đạt có thể nhắc lại cho tôi một chút về cái gọi là đặc điểm về mặt bề ngoài nó trông như nào? Nó thì... nó là dùng tảng nước cốt tổng của EK, hãng thương hiệu từ Slovenia nổi tiếng toàn bộ. Đúng vậy. Và thực ra là nó nhìn rất là đẹp, nhưng mà đẹp nào thì tôi hơi rốt văn nên tôi không tả được. Anh em ấn vào nút trên này, cuối nút chấm chấm ấy, thì anh em xem luôn. Và video đó có sự xuất hiện của tôi, và cái thời đấy thì tôi ăn nói không được thoải mái như bây giờ. Nhưng mà thôi, các bạn cứ xem tạm được, không sao cả. Và chúng ta tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo, một câu hỏi thứ tư của một bạn. Cũng là hỏi trên Facebook, bạn có một cái tên mà tôi liên tưởng đến ca sĩ rất nổi tiếng hiện tại là Jack. Đấy là bạn 97 đời, tức là Jack sinh năm 97, có lẽ bạn này là fan của Jack thì nào, tôi đoán thế thôi. Bạn hỏi rằng là một cái card tích hợp tên là UHD 630 trên i5-9400 thì có gánh nổi LOL không? Và bạn ấy đang rất là băn khoăn, muốn biết rằng là cái nào nó sẽ hỗ trợ tốt cho Chrome mà bạn không muốn sử dụng card rời. Với cấu hình tối thiểu của chạy lên điện thoại, okay, họ hoàn toàn có thể chạy được với cả các Intel UHD đấy. Nhưng mà bạn chỉ chạy cấu hình thấp nhất thôi nhá. Thấp nhất và độ phân giải chỉ là HD, tức là 1280x720 ấy. Hoặc là cùng lắm là 1366x768 thì các bạn lên Full HD là bắt đầu sạch rồi. Nên là các bạn gọi là chơi ở mức gọi là cưỡi ngựa xem hoa thì chắc là chơi được. Và các bạn mà nếu mà bạn muốn bật nhiều tab Chrome khi mà các bạn chơi Liên Minh ấy, thì bạn sắm thêm cho mình lên là 16GB. Chứ 8GB cũng chỉ đủ vừa chơi LOL vừa nghe nhạc, và các bạn bật chắc 1-2 tab Chrome mà nó hết RAM rồi. Ồ, thế vậy thì với cái nhu cầu của bạn thì bạn ấy đang không muốn mua một cái cặp hình rời trong thời điểm này. Thì nếu bạn đang muốn nâng cấp RAM thì anh Đạt có thể cho bạn những cái RAM nào đó có thể là ổn cho bạn trong thời gian này không? Hiện tại thì có rất nhiều cái thanh RAM với giá khác nhau, nhưng mà có RAM của Corsair, đúng, có tản nhiệt giá khoảng 1.050.000, hoặc là của Adata nó khoảng tầm là 980.000 như vậy. Tôi nhớ nó loanh quanh khoảng tầm từ 950 đến khoảng tầm hơn 1 triệu, thì tùy các bạn thích hình thức thế nào đấy. Và tôi nghe đồn là nếu mà hết tháng 3 này thì giá linh kiện bắt đầu tăng, bởi vì là ảnh hưởng của dịch cúm đúng không ạ? Tôi nghĩ anh thông tin hơi chậm, bây giờ là tăng rồi. Bây giờ tăng rồi á? Tôi nhớ bởi là vì là tôi thấy là một tăng cái... mấy trăm nghìn một cái rồi. Tăng mấy trăm nghìn một cái rồi cả. Nhưng mà tôi thấy cái bộ RAM mà tôi ưa thích đó là bộ RAM Corsair Vengeance RGB, nó vẫn có giá là 2.4 triệu thôi. Là các nhà phân phối họ vẫn còn tồn hàng nên là giá là vẫn thế, nhưng mà hiện tại đã bắt đầu một số hãng linh kiện dục dịch đã tăng rồi. Nói chung là anh em yên tâm là nếu mà cái dịch corona nó còn ra lâu dài thì giá linh kiện còn tăng nữa. Vậy thì nếu mà bây giờ tôi đang muốn mua cái thanh RAM Corsair đó thì bây giờ tôi nên mua luôn đúng không ạ? Mua là mua luôn, mua ngay mua là mua luôn chứ sống không chờ đợi. Chúng thế đợi đến tháng 4 à? Tháng 4 chúng ta có một tháng 4 ngành dối. Kiểu khi là hôm đấy là anh em mà sống mà không chờ đợi, tôi cũng không phải chờ đợi đến câu hỏi tiếp theo được, anh nói luôn đi. Ok, chúng ta đến với câu hỏi của bạn Sam LTV, hay là có thể đây là các bạn ấy nhắc khéo mình ăn sàng quá rồi. Bây giờ bạn sẽ hỏi rằng là bạn đang muốn mua B360 và B365
thì cái nào tốt hơn, bởi vì hai cái giá nó xem nhau và cái main nào thì hỗ trợ tốt nhất cho i5-9400F. Hiện tại bây giờ ấy thì tôi khuyên là bạn mua B365 thôi. Ok. Dù gì nữa là đời mới hơn mà. Nên là lựa chọn bây giờ nó cũng đa dạng hơn. Có thật là đa dạng hơn. Chúng ta có những cái mainboard đẹp hơn, giá tốt hơn và có nhiều tính năng hơn, đúng không anh? Đúng rồi. Còn B360 đời nó đời sâu, đời hơi sâu của tôi, không thích cái gì cũ, thích cái mới nữa. Và tôi có mới đấy cũ thì bây giờ các bạn cũng mua cái B365 của tôi. Mặc dù là cái B360 ấy, nó hơn một cái, đó chính là cái khả năng hỗ trợ chạy nhiệm vụ cứng cùng lúc chạy RAID. À, B365 chứ, B365 là có hỗ trợ RAID. Còn B360 thì không. Cắt lại con này. Cắt lại con này. B365 ý, thì các bạn thêm một cái nữa các bạn hỗ trợ, đó chính là chạy nhiệm vụ cứng cùng lúc chạy RAID. Okay. Nhưng mà thực ra là tôi nghĩ là 99.99% các bạn không ai chạy RAID thì có bên B365 cả. Các bạn chạy SSD bình thường được rồi. Okay. Đúng cái đấy không còn quan tâm. Và nếu mà tôi nhớ nếu mà tôi nhớ nhầm thì RAID là có những cái chuẩn là 0.1.5.10 của anh đặt là đấy là những cái chuẩn nó khá là nhiều. Họ dùng cho server là chính thôi, nhưng mà anh người dùng bình thường thì cũng không dùng để làm gì cả. Đúng vậy, và chúng ta chỉ cần có những cái ổ SSD thật là nhanh, thật là khỏe và những cái ổ HDD thật là dung lượng cực cao chúng ta lưu lên thôi, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì như anh Đạt nói thì tôi nghĩ rằng là với cái ngoại hình cực tốt của chiếc B365 hiện tại thì không có lý do gì mà bạn đi mua B360 cả. Và các bạn có thể chọn cho mình những chiếc B365 cực kỳ tốt, cực kỳ rẻ với giá chỉ tầm từ khoảng 2 triệu trở lên thôi. Cực kỳ chuẩn luôn, không phải nói nhiều. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi cuối cùng của một bạn tên là, tôi không biết đọc như nào, tên tiếng Anh là tên này nó khá là phức tạp, Bravo chẳng hạn thế. Tôi không biết tôi đọc đúng hay không. Bạn ấy tự tin với một câu hỏi gọi là cực kỳ hóc búa dành cho HNC. Nghe hấp dẫn rồi. Nghe hấp dẫn rồi. Và bây giờ anh Đạt đã sẵn sàng để đọc câu hỏi chưa? Anh đã sẵn sàng luôn, hóc búa nào tôi trả lời được. Đây, bạn hỏi rằng là hiện tại bạn đang dùng bàn phím Dell LK145 và nó là nguyên nhân đánh thức máy của bạn ấy khi bạn ấy để chế độ sleep. Và khi rút ra thì máy lại sleep lại bình thường. Và khi bạn đã update firmware rồi cho cái bàn phím đó thì vẫn vô tác dụng và nó cũng vô tác dụng luôn khi bạn vào BIOS để bạn chỉnh cái chế độ gọi là sleep của máy. Và khi bạn rút cái bàn phím đó ra, bạn thay cái bàn phím khác vào thì mọi chuyện lại hoàn toàn bình thường. Vậy nguyên nhân ở đây là gì? Dành cho câu trả lời cực kỳ hóc búa ấy, thì tôi cũng trả lời các bạn cực kỳ hóc búa, đó chính là bàn phím các bạn 99.99% là hỏng rồi. Ồ. Vậy thì nếu đã hỏng thì phải làm gì anh? Hỏng thì nếu các bạn còn bảo hành ấy, các bạn có thể mang đến trung tâm bảo hành của Hãng Computer trên đầy đủ cả bảy showroom từ Thái Hà, Lê Thanh Nghị, Long Biên, Hà Đông, Cầu Giấy, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Các bạn mang đến showroom nào cũng được bảo hành hết. Và các bạn hãy mang đến và thử nghiệm trên các máy khác xem sao. Tại vì nghĩ là có những chập mạch trong cái bảng mạch rồi. Và có một thắc mắc mà có một số bạn đang hỏi rất là nhiều. Ví dụ bạn mua máy hoặc là mua bàn phím ở cơ sở Thái Hà. Tuy nhiên bạn ấy lại vào Thành phố Hồ Chí Minh để bạn công tác và học tập. Thì nếu bạn mang bàn phím đấy vào cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thì bạn ấy có được bảo hành giống như bảo hành ở Thái Hà hay vẫn được bình thường? Các bạn yên tâm, chúng tôi bán theo hệ thống. Bán theo hệ thống đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có được tất cả các dịch vụ trên 7 cả 7 showroom luôn. Đúng rồi. Không khác gì nhau. Đúng rồi. Đúng không ạ? Vâng, và đó là một cái chính sách cực kỳ khủng của HNC. Hết câu hỏi đúng không anh? Khi mà chúng ta bảo hành bạn. Hết câu hỏi rồi đúng không? Anh cứ từ từ để tôi nói nốt, sao anh cứ phải gọi là vội vàng gì, nhà nhiều việc đúng không? Bây giờ tôi về nhà tôi tránh dịch đi đây. Về tránh dịch về nhà luôn rồi. Coi như nguy hiểm ập đến người tôi. Anh tôi nghĩ là anh nên rửa tay lại một lần nữa với những thao tác cực chuẩn như đầu chương trình để cho các bạn xem là anh rửa tay như thế nào đúng không ạ? Từ từ hết câu hỏi rồi đúng không? Đúng rồi, hết câu hỏi rồi. Đeo khẩu trang á. Lại bây giờ đeo khẩu trang rồi. Ok. Đấy, xong rồi rút ra cái lọ nước thần thánh. Ok, lọ nước thánh. Tôi không cho anh đâu. Đấy. Ở trông nhiều nhớp nháp quá tôi không thích. Đấy, anh phải rửa nó sạch sẽ đầy đủ và từng ngón tay một. Hình như là anh hơi cẩn thận quá rồi phải. Không, một cái anh tôi phải cẩn thận, một cái khác tôi không cẩn thận đâu. Tại vì anh là nằm trong số 0.1% ấy. Vâng, vậy là chúng ta đã kết thúc chương trình ở đây và đó là tất cả những câu hỏi mà chúng ta đã gặp ở trong tuần vừa qua. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục đặt câu hỏi cho Hà Nội Reuters ở phần bình luận bên dưới hoặc là trên Facebook cũng như là Instagram. Và chúng mình sẽ chọn ra những câu hỏi tốt nhất và những câu hỏi hay nhất để lên vào chương trình lần sau. Và đến bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số giải công nghệ tuần sau. Chào các bạn.